Xin chào mừng cả nhà. Hôm nay lại tiếp tục hành trình. Hôm nay em sẽ quay dự án bến cảng Citizen để cho cả nhà hình dung nha. Đây chính là mặt tiền đường DT741 ạ. Dự án này nằm ngay bên cạnh cây xăng Lộc Phát luôn cả nhà nha. Đây chính là khu đô thị Citizen ạ. Dự án bến cảng Citizen nằm ngay mặt tiền đường DT741, nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước, đi về các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Và đây chính là toàn cảnh dự án ạ. Dự án có tổng diện tích là 3,6 hecta, gồm 255 sản phẩm đất nền, và gồm đất nền nha cả nhà nha. Và dự án này do công ty Myland, là một trong những công ty con của tập đoàn BKMAT, làm chủ nhà đầu tư nha cả nhà nha. Thì tổng diện tích của dự án có tất cả là 10 block nha cả nhà. Và bên trong có những tiện ích như là trường mầm non này, cây xanh này, vỉa hè, điện âm, nước máy và khu xử lý nước thải, có đầy đủ tất cả các tiện nghi nha. Và hiện tại là đang ở giá F0. Hôm nay là ngày chủ nhật nên là khách hàng lên tham quan dự án rất là đông, đúng không ạ? Cả nhà cũng thấy xe ạ. Rất là nhiều xe và khách hàng lên xem rất là đông luôn. Vì em đi xe máy nên không có thể vào rạp quay trực tiếp khách hàng để cho cả nhà xem và hình dung cái độ hot của dự án này như thế nào. Vì sao mà nó lại hot ạ? Bởi vì nó nằm liền kề với ba khu công nghiệp chính. Đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 1, Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 và khu V-Ship 2, là nơi tập trung các anh chị em công nhân viên tập trung sinh sống và làm việc ở đây rất là nhiều. Vì thế giá của dự án này là 650 triệu đến 850 triệu cho một vị trí nha cả nhà nha. Vì sao chúng ta nên mua dự án bến cảng Citizen này? Thứ nhất, nó chính là nằm ngay mặt tiền đường DT741, nối liền giữa Sài Gòn và tỉnh Bình Phước. Đây là tuyến đường nhà nước, tuyến đường huyết mạch, đúng không ạ? Huyết mạch. Đặc điểm thứ hai đó chính là nằm liền với ba khu công nghiệp, đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 và khu công nghiệp V-Ship 2 mở rộng. Đặc điểm thứ ba đó chính là giá rất là thấp, chỉ có 650 triệu đến 850 triệu cho một nền. Tùy vào diện tích và vị trí mà giá sẽ khác nhau. Giá này thì giá rất là mềm rồi, vì thế các chị em công nhân viên sống và làm việc ở đây, mình có thể mua nhà, mua để làm nhà, thuận tiện cho công việc đi làm, đi lại của chị em. Cũng giống như là mình mua đầu tư. Tại vì ngay thời đó, cả nhà cũng thấy không ạ? Khách hàng lên xem rất là đông, đúng không ạ? Rất là đông luôn. Vì thế là quý anh chị nào mà thực sự là thấy vị trí này đẹp, cũng như là dự án này đẹp, thì mọi người hãy xem hết cái video này. Và đặc điểm thứ tư đó chính là dự án là một trong những dự án đẹp, có quy mô và chủ nhà đầu tư uy tín, như là công ty Myland, là công ty con của tập đoàn BKMAT. Thì nói đến BKMAT thì mọi người đều biết là BKMAT đi tới đâu thì đường xá cũng như là dân cư và khu đó rất là phát triển, đúng không ạ? Tại vì cái số vốn điều lệ của nó rất là cao và nó rất là có danh tiếng. Đó, vì thế nếu chúng ta mua dự án của bên tập đoàn BKMAT thì luôn luôn là uy tín này, chất lượng và tiềm năng nữa. Và đây chính là em quay ra cổng ngoài đấy ạ. Vì thế quý anh chị và các bạn, nếu mà mình muốn mua khu vực này thì hãy liên hệ cho em nhé.